Dạ vâng, như vậy thì em muốn hỏi ngay quan điểm của anh Bùi Hồng Quân về câu chuyện vừa rồi ạ. Rõ ràng là chị Hảo đã không có khéo léo trong cái việc là dạy con. Nhưng mà cái cách mà chị thể hiện thì chắc chắn là sẽ làm cho những người mẹ bị tổn thương. Và tổn thương này nó không chỉ là diễn ra lần đầu mà còn rất là nhiều lần. Và không chỉ là mẹ chồng tổn thương mà mẹ ruột cũng tổn thương nữa. Từ đó là mình có thể kết luận luôn là chị Hảo đã thiếu khéo léo trong cái chuyện nuôi dạy con. Đặc biệt là khi mà la con trước mặt mẹ đó, thì chắc chắn rằng là những cái người mà có sự liên quan đó, họ sẽ cảm thấy bị tự ái dữ lắm. La con, nhưng mà cái người trong cuộc đó thì lại cảm giác rằng là huống hồ giống như là đang la mình á, chứ không chỉ là la đứa trẻ không đâu. Dạ, giống như dằn mặt á phải không ạ? Đúng rồi đó Minh Ngọc. Dạ, bởi vì biết là không được ăn kẹo nè, biết là không được đi chơi, nhưng mà bà cho ăn kẹo, bà dắt đi chơi, thì có nói thì cũng nói sau đó chứ đừng có la ngay đúng không anh? Ừ, chúng ta trước hết nói về chị Hảo trước đi. Tại vì quả thật là cái việc là ăn kẹo trước cái giờ cơm hay là khi mà đi chơi ở cái thời gian không phù hợp đó, thì nó là cái điều không tốt cho đứa trẻ. Tại vì khi mà ăn như vậy thì có thể là cái bữa ăn bé sẽ có cảm giác là nó không có ngon miệng như bình thường nữa. Hoặc là đi chơi trong cái lúc bài vở còn, hoặc là những cái thời điểm không phù hợp, thì chắc chắn nó cũng không có tốt rồi. Nên là xuất phát từ cái việc là chị Hảo lo cho con của mình và cũng muốn tốt cho con của mình thôi, nên mới có cái gọi là cư xử rất là mạnh mẽ và không có hài lòng với cái hành động của bé. Nhưng mà nhìn lại thì mình thấy rằng là đúng như Minh Ngọc nói đó, tức là cái chuyện mà mình có thể nói bé hoặc là la bé là cái chuyện mà mình hoàn toàn có thể diễn ra ở một thời điểm khác. Và ngay lúc đó đó, ví dụ như khi mà bà Thủy đã cho kẹo cho con rồi và con mình lỡ ăn rồi đó, thì có thể là chị Hảo sẽ nói rất là nhẹ nhàng với con là mẹ không có đồng ý với cái điều này và lần sau thì mẹ không có muốn xảy ra cái điều này nữa. Và tức là nói một cách rất là kiên quyết nhưng mà cũng ở một cái chừng mực vừa phải thôi, thì mình có thể làm cho bà Thủy sẽ bớt tổn thương hơn. Hay là cái câu chuyện đi chơi cũng vậy, tại vì dù sao đó cũng là bề trên của mình, cũng là mẹ của mình mà. Vậy thì mình nói làm sao để cho người lớn không tổn thương, thì cái thứ nhất là cái thời điểm nó mình chọn là lúc nào. Có thể chỉ có hai mẹ con thôi, thì chị Thủy, chị Hảo hoàn toàn có thể là tâm sự và chia sẻ với con mình là vì sao mà mẹ lại không cho con ăn kẹo, hay vì sao mà con không được đi chơi trong cái thời gian đó. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho những cái người lớn đó, tại vì họ cũng có một cái suy nghĩ đó là rất là thương cháu của mình thì mới cho cháu mình ăn kẹo, hay là cũng muốn cháu có sự thoải mái hơn thì mới dắt cháu đi công viên chứ. Nhưng mà thành ra rằng là lại vô tình làm cho người lớn bị tổn thương. Còn một góc độ khác thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận cái việc đó là cái câu chuyện giáo dục những cái đứa nhỏ trong gia đình đó, thì nó có rất là nhiều những cái vấn đề phát sinh, và đặc biệt đó thì chúng ta cần có những cái sự thống nhất của các thành viên trong gia đình. Nếu như mà hai vợ chồng chị Hảo ở riêng đó thì nó sẽ không có sao, mà chắc chắn rằng là cái sự khác biệt về mặt thế hệ nó sẽ dẫn đến những cái sự khác biệt trong ứng xử và trong cái phương pháp nuôi dạy. Vậy thì thành ra chị Hảo có thể sẽ trò chuyện với lại những người mẹ của mình một cái thời điểm riêng nào đó, chứ không có trước mặt bé Ngọc, để cho mẹ của mình hiểu rằng là bây giờ với cái thời hiện đại này này thì cái việc dinh dưỡng cho trẻ nó cần có những cái cách thức như thế nào. Thương cháu là một chuyện, nhưng mà cho cháu ở thời điểm nào và lúc nào thì nên cho cháu là một cái điều, nó là một cái chuyện khác nữa. Hay dắt đi chơi cũng tương tự như vậy, thì chúng ta tin rằng là hai bà mẹ sẽ cảm thấy rằng là ít nhất thì mình cũng còn được tôn trọng, được sự trao đổi. Và chắc chắn rằng là khi mà có sự trao đổi một cách rất là thịnh tình và đầy cái tấm chân tình như vậy đó, thì những người mẹ cũng sẽ cùng với chị Hảo để có những cái sự thống nhất trong cái việc là nuôi dạy cũng như là ăn uống và cái nền nếp sinh hoạt của bé Ngọc thôi. Dạ, và có nhiều ba mẹ nhận định là việc mà ông bà ứng xử giống như là nuông chiều các bé như vậy thì sẽ tập hư cho các bé. Đúng như Minh Ngọc nói thì có một số các bậc cha mẹ có cái suy nghĩ như vậy đó. Ngày xưa mọi người hay nói rằng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà ha. Tức là đôi khi thì cha mẹ rất là cố gắng rèn bé vào kỷ luật này, vào nề nếp, hoặc là những cái sinh hoạt rất là khoa học, nhưng cuối cùng thì cũng vì tình thương thôi, hoặc là vì cái suy nghĩ rất là chủ quan của những người lớn, đó là ồ con nít mà, nó còn nhỏ mà, thì lâu lâu cho nó chơi một chút, lâu lâu cho nó ăn một chút thì cũng không sao cả. Quả thật nếu như mà lâu lâu thì nó không có ảnh hưởng gì lớn đâu. Nhưng mà cái điều rất là quan trọng ở đây đó là cái mục tiêu giáo dục của cha mẹ đó thì rất là khó để có thể hình thành một cái nếp, một cái thói quen cho đứa trẻ. Mà khi mà cái thói quen đó nó bị phá đó thì nó có thể là lại cần một khoảng thời gian lâu hơn nữa để nó đưa trở lại cái guồng cũ. Nên đúng là có những cái trường hợp là do cái nhìn nhận của những thế hệ khác nhau. Có những chuyện thì cha mẹ coi đó là một cái điều rất là cần thiết để phục vụ cái việc là tính kỷ luật hoặc nền nếp cho con. Nhưng mà dưới cái lăng kính của ông bà thì ông bà lại nghĩ rằng là nó chỉ là một cái gọi là cái sự thương cháu của mình thôi thì cũng không có vấn đề gì cả. Nên thành ra là cái câu chuyện của cái việc trao đổi và chia sẻ để làm sao cho ông bà hiểu rằng là tụi con đang có những cái ý định như vậy,
và đang có những cái cách thức để đưa bé vào các nề nếp, bởi vì điều đó rất là tốt. Và nếu như mà ông bà muốn tốt cho cháu thì ông bà sẽ hỗ trợ chúng con trong cái việc là giờ giấc này, trong cái chuyện là ứng xử, cũng như là các cái việc là thời gian biểu của cháu như thế nào đó, để làm sao cho cháu phát triển tốt nhất. Cứ lấy cái sự phát triển tốt nhất của cháu ra đó, thì chắc chắn rằng là ông bà sẽ rất là dễ đồng thuận, và nó cũng tránh được những cái mâu thuẫn không có đáng có nữa. Và trong câu chuyện cụ thể ngày hôm nay của chúng ta thì chị Hảo phải làm gì để có thể giữ được hòa khí và không làm mất lòng của hai mẹ ạ? Thế thì khi mà mình nghe được cái thông tin này từ anh Hoàng, từ người chồng của mình đó, chắc chắn là chị Hảo phải là người xuống nước thôi. Tại vì rõ ràng là cái cách chị đã không có khéo léo rồi, thì nó làm cho những người mẹ cảm thấy bị tổn thương. Vậy thì chị Hảo phải là người chủ động gặp hai người mẹ. Đầu tiên là phải nhận trách nhiệm về mình đã, cái lúc mà con la với Ngọc như vậy, và con la trước mặt hai mẹ là cái điều con sai rồi, con xin lỗi mẹ, và giải thích rằng là vì sao con lại làm như vậy. Thì với cái sự mà xuống nước và cái sự khi mà hiểu rõ câu chuyện đó, thì chắc chắn rằng là chị Hảo sẽ được cái sự đồng tình của hai người mẹ. Họ hiểu ra được câu chuyện rằng là đúng là đôi khi cái suy nghĩ chủ quan của mình vì thương cháu đó, thì nó lại ảnh hưởng một phần nào đó đến cái định hướng giáo dục của chị Hảo. Thì lúc đó hai người mẹ chắc chắn là vì tình thương con, cũng như là vì cái sự lo lắng cho cái sự phát triển của cháu, thì chúng ta tin rằng là cái mối quan hệ này nó sẽ được trở nên hài hòa hơn. Và sau câu chuyện đó thì chắc chắn là những lần sau khi mà có ý định cho kẹo hoặc là có ý định là rủ cháu đi chơi đó, thì có thể là bà Thủy hoặc bà Phục đều suy nghĩ lại cái chuyện đã từng xảy ra, hoặc có thể là hỏi chị Hảo một tiếng, lúc đó có sự đồng thuận thì nó sẽ rất là dễ. Nên thành ra rằng là khi biết mình không khéo léo và đã có những cái thiếu tế nhị rồi, thì chắc chắn rằng chị Hảo phải là người nhận trách nhiệm thôi. Nhưng mà lại nhân cơ hội đó để mình giải bày cái suy nghĩ, cái định hướng của mình trong cái chuyện giáo dục bé Ngọc. Và lúc đó thì cả ba người phụ nữ đều đứng về một phía, và chắc chắn là cái câu chuyện giáo dục bé nó trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân đã giúp cho quý vị khán giả của Bí kíp Hạnh Phúc có được cách nhìn tỏ tường hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn nhiều bí kíp để cùng chia sẻ với nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Còn đến đây thì Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân xin chào và hẹn gặp lại.